Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Vợ chồng đạo diễn Nguyễn Dương và Thu Tuyết, cuộc sống bây giờ ra sao? Đôi vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Dương Thu Tuyết luôn sát cánh bên nhau suốt mấy chục năm qua. Hạnh phúc bền vững của họ được khán giả và đồng nghiệp rất ngưỡng mộ. Hồi ấy khán giả nhớ nhiều đến Nguyễn Dương trong vai trò một diễn viên hài. Anh cũng từng xuất hiện ở một số phim truyền hình, nhưng vai diễn tên Nhân Hồ trong bộ phim Sóng Nước Đen đã khiến không ít người bất ngờ. Bất ngờ vì từ một diễn viên hài, anh đã hóa thân trở thành thật đáng sợ. Trong vai một tên đầu gấu nham hiểm, sau thời gian vắng bóng theo gia đình định cư ở nước ngoài, Nguyễn Dương trở lại hoạt động nghệ thuật tại quê nhà. Nguyễn Dương được đào tạo chính quy ở Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn, đồng thời sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với cậu ruột là diễn viên Nguyễn Chánh Tính, em trai là diễn viên Hài Văn Sơn. Thu Tuyết cũng là con gái của nghệ nhân đánh trống Tám Xăm. Nguyễn Dương Thu Tuyết cùng nổi tiếng khi tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố HTV. Cho đến bây giờ hai vợ chồng vẫn là đôi bạn diễn ăn ý bên nhau trên từng chặng đường nghệ thuật. Anh chị quen nhau từ năm 1984 khi Thu Tuyết vừa tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu 2. Họ làm quen nhau từ Tô Cháo Trắng, Hột Vịt Muối Đơn Sơ. Từ đồng cát xê ít ỏi của Nguyễn Dương sau khi đóng phim Gặp Gỡ Bất Ngờ, để bạn gái mà Nguyễn Dương giao rằng: "Ăn một tô cháo thôi ngang em, anh không đủ tiền." Vậy mà họ yêu nhau luôn và cũng về đoàn kịch Bông Hồng công tác. Rồi họ cưới nhau, càng gắn bó làm nghề. Dù trong thời sân khấu còn khó khăn, tiền cát xê rất khiêm tốn, nhưng Nguyễn Dương Thu Tuyết lại tạo dựng được tên tuổi vững vàng cho tới hôm nay. Năm 1997, anh chị sang Mỹ định cư vì bố mẹ ở nước ngoài muốn họ sang đoàn tụ. Nhớ quê hương, anh chị quyết định trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, Nguyễn Dương thực sức làm đạo diễn, anh liên tiếp ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò đạo diễn trong các phim Ngõ Vắng, Cổng Mờ Trời, 30 Ngày Làm Cha, Các Phòng Thượng Lưu, Bí Mật Tam Giác Vàng, Máu Chảy Về Tim. Anh cũng đã giành giải thưởng Mai Vàng năm 2011 cho phim Cổng Mờ Trời và giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cánh Diều Vàng năm 2012. Năm 2012, trong phim Máu Chảy Về Tim, có sự tham gia của cả gia đình đạo diễn Nguyễn Dương Thu Tuyết khi cô con gái cưng Nikki Nhật Vi đóng vai nữ chính bác sĩ Mai. Nikki Nhật Vi tên thật là Nguyễn Kim Ngân, là con gái duy nhất của cặp đôi đạo diễn Nguyễn Dương và Thu Tuyết. Nikki theo cha mẹ sang Mỹ sinh sống từ nhỏ và hiện đang là sinh viên ngành y khoa. Và những kỳ nghỉ Nikki được ba mẹ cho về nước tham gia những bộ phim ba làm đạo diễn, Nikki Nhật Vi từ hưởng tình yêu nghệ thuật của ba mẹ vốn là con nhà nòi nghệ thuật. Thu Tuyết cho biết: "Vợ chồng tôi chỉ có cô con gái duy nhất nên dồn tất cả tình thương và hy vọng vào con. Trong mắt chúng tôi, con gái mình luôn bé bỏng nên cứ theo chăm sóc cận kề bên con, gần như là con học ở đâu là chúng tôi dời nhà theo con đến đó. Khi anh Dương trở về Việt Nam để tìm cơ hội làm nghề, tôi ở lại để lo cho con gái. Năm nay đứa con gái duy nhất sắp sửa tốt nghiệp đại học, tôi tạm yên tâm xa con để trở về chăm sóc chồng. Sang Mỹ từ năm 7 tuổi, tuy nói tiếng Việt khá tốt nhưng nhiều khi đọc kịch bản cô vẫn gặp khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Những lúc đó cha mẹ luôn là người đầu tiên Nikki cầu cứu. Chuyến về Việt Nam đóng phim lần này, đa phần những phim cô tham gia đều là dự án của cha như Các Vọng Thượng Lưu, Giấc Mơ Cỏ Mây, Mùa Sen Cảnh. Làm việc với vợ và con, Nguyễn Dương luôn rạch ròi công việc và tình cảm, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thậm chí đạo diễn Nguyễn Dương đôi khi còn khó tính với con gái hơn người ngoài. Tôi là người có nguyên tắc trong công việc. Đến trường quay, dù diễn viên đóng vai chính hay vai phụ, tôi đều tôn trọng như nhau. Vợ con tôi diễn mà có lỗi gì, tôi cũng chỉ bảo như diễn viên khác. Tôi tôn trọng tất cả mọi người, kể cả những người phụ giúp trường quay. Đó cũng là cách tôi làm gương để giáo dục con gái của mình."